Chào toàn thể anh em đam mê BCB trên mọi miền. Hôm nay em làm clip này là để em nói và tâm sự với anh em một vài lời gọi là trong cái mua bán và giao dịch. Thì những ngày qua thì em cũng hơi bị buồn. Và đây số điện thoại của em này, thương hiệu vẫn là giải trí đam mê 0967 152 890. Hiện tại là Zalo đã bị tổng đài khóa và bây giờ chỉ còn là Viber và Telegram. Và hình thức giao dịch canh khống bên em là chuyển khoản gửi xe hoặc là chuyển khoản gửi tận nơi, anh em nghe rõ nhé, em không ship sale đấy. Rồi vay đi vào vấn đề cụ thể trực tiếp. Hôm qua có một ông anh, nói chung cũng khá là lớn tuổi, nghe giọng cũng hơi bị lớn tuổi tí, cũng gọi là thuộc dạng đám mê, có nói gọi điện nói về em hỏi cái canh Green móng tay đang giảm giá là bao nhiêu, thì em mới kêu là 3x. Đâu 3, em có báo giá đó, và Lexi cũng là đâu 3, và Lotha Đài Loan cũng đâu 3, còn gún vậy là gún mà đi kèn gún ép là đâu 4 đâu 5 đấy. Thì ông mới hỏi, ông mới chọn là chọn canh Green đang giảm giá. Thì ông chọn canh Green xong ông mới hỏi là bây giờ hình thức mua bán như thế nào. Thì em có nói là dạ thì bên em cái này giờ không ship sale để được, chỉ nhận chuyển khoản gửi tận nhà hoặc là anh chuyển chuyển khoản xong em gửi biếu, em gửi xé tùy anh chọn đấy. Thì bảo ông mới nói một câu là nó làm ăn cái kiểu gì mà chuyển khoản được, chuyển khoản nó biết đâu mà tìm, khốn như mấy quê tao đây, khốn như mày quê tao đây, hình như người Hà Tĩnh ấy, hay là Quảng Trị chứ đó, nói chung cùng dòng đàn á đàn bên trong mình cả đấy, kiểu đó mà khá là lớn tuổi rồi. Thì em mới nói lại một câu là anh, trước giờ em bán hàng á, nói thẳng với anh á, em chưa lừa ai 1.000 hết á, kể cả khi mà giao dịch với anh em này, anh em có mua em có thiếu sót cái gì á, ví dụ anh em mua thêm phụ kiện vặt vặt như lo xo hay quý hay là kèo kem theo, thì em gửi thiếu sót em sẵn sàng gửi lại cho anh em đầy đủ hết, em bao giờ em ăn hết hết, em nói thẳng rồi anh á. Còn em bán hàng là từ trước đến giờ chưa bao giờ lừa đảo cái gì của ai 1.000 hết. Nếu anh cảm thấy thích và tin tưởng thì anh mua, còn nếu không á thì thôi, anh đừng có chửi em cái kiểu đó, đừng nói kiểu đó, nó không hay cho lắm. Cùng cảnh đám mê với nhau cả mà anh nói như vậy thì em hơi buồn đấy. Cái ông tắt mày luôn, ông tắt mày ngán luôn, ông kêu không có chỗ này thì mua chỗ khác. Thì đúng rồi, trăm người bán và người mua ai mà chả biết, thuần mua vừa bán đấy, thuần mua vừa bán thôi, có gì đâu. Nên ông này chửi mình, còn cái hình thức giao dịch bên em như vậy thôi. Còn trước giờ em vẫn ship sale đấy, nhưng mà em bị mất hàng là một này, nhiều 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 khi đến nơi anh em đổi hàng trả hàng kêu không nhận hoàn về là không phải cái hàng của em nữa, em bị rất nhiều rồi đấy. Hầu như lại nào cũng bị, không phải là một mình em đấy. Thì anh em thử nghĩ xem, đâu có đáng bao nhiêu đâu mà đi lừa, chẳng có ai nhập hàng về nhiều kiểu này mà đi lừa hết đó, em nói thật đấy. Đó, anh em chưa tìm hiểu kỳ về em, nhiều người họ chưa tìm hiểu kỳ cho nên họ sợ. Cái bây giờ anh em vẫn chuyển khoản lấy hàng đều đều đó đấy, em vẫn cứ gửi hàng đều đều mà, em đâu có lừa dối gì ai đâu. Và em bán hàng này thì cũng khá lâu rồi, nhiều anh em chơi lâu năm là biết đến em chắc chắn luôn, nhưng anh em mà chơi lâu năm từ 27 28 đến giờ là biết em chắc chắn luôn này, chỉ có những anh em nào mở chơi mà là không biết em thôi, em nói thẳng luôn. Thời em bán hàng đến giờ là thời Tân Vịnh Tony Nguyên đấy đấy, lâu là sinh giới bảy cho bảy miền Trung là cùng lượt với em hết. Mấy bác nhiều lúc không biết thì mấy bác nói, ví dụ như tha là em nói chuyển khoản gửi xe mấy bác không thích mua thì thôi đấy, mấy bác có thể bảo là ừ để em suy nghĩ cái đã, có gì đâu, mình không nên nặng lời với nhau. Mình nói thật, người lớn hết rồi, mình chơi cái trò này là tấm phải tình đấy, tấm mà không tình là không chơi được, nguy hiểm đấy. Đam mê cùng cảnh ngộ, chơi vì đam mê, chơi cho thỏa mãn cuối tuần giải trí đấy. Nhiều lúc cũng có gì bém thì đem ra bém bờ tường nhé, bém tường bém bia vậy thôi, chứ còn nóng tính thì thôi không đánh chơi. Thì gun bower bên em vẫn có mấy cái loại vịt cao cấp, đó là gun bower ép này, gun maniken này đấy, gun khương kín này đó. Còn cái canh như canh lót thá của anh em hỏi 635 với 8 in thì đây, thằng này cái tem nó hơi lọc vị, lót thá 635 với 8 in này. Đấy là 635 18 inch. Em còn 5.5 và 635.
Anh cho nó 24 yến em vẫn còn hàng nhé, đầy đủ nhé. Hàng không hết được. Đấy. Thằng này cũng đang để giá 3x. Cực kỳ đẹp luôn. Anh em thấy đỉnh không? Cực kỳ đỉnh. Lịch sử cùng 3x nhé. Lịch sử có 5.5 và 6.35. Đây. Lịch sử thì anh em quả biết rồi hả? Rồi. Mấy thằng gốm này thì em cũng giới thiệu quá nhiều rồi. Và đây là cái kênh của vốn cán Cricket phí 14-24 in. Em cũng đã review nhiều rồi. Đấy. Bản này 24 in nhé, phí 14 anh em nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Hàng mở dòng này cũng là dòng mở đấy. Đấy, giá của nó cũng hơi nhìn. Đầu này đầu vào này, đầu này đầu thoát này. Đầu vào này. Còn anh em tiền FX hay là con đó là bên em nhận tiền thì bên em bu bên anh nha. Anh em bu vô cho em ít để em đưa đi thờ tiền. Đây. Đấy là đầu vào này. Cực kỳ là đẹp. Đó, cực kỳ đỉnh luôn anh em nhé. Rồi sẽ review thêm cái thằng gri, thì anh em mình hỏi gri nó như thế nào. Gốm bên em bữa nay có 8 hướng tuyển 6-35-24 in anh em nhé. Thằng này là green móng tay con chậm 25. Đây 6-35-18 in. Cực kỳ đỉnh. Đó anh em thấy được chưa? Cực kỳ đẹp. Có 5.5-18 in và 6-35-18 in đầy đủ. Như anh em hỏi gốm 14 in thì em có đây. 14 in. Bản này cùng 3x anh em nhé. Con đô talon. Cực kỳ đẹp anh em nhé. Còn anh em mua hàng về em sẽ tư vấn anh em cắn chỉnh bình thường. Anh em nó không cắn chỉnh được em sẽ tư vấn nhé. Tư vấn cụ thể cho anh em luôn. Đấy. Thôi, clip cùng dài rồi. Hôm nay em chỉ review sơ sơ và cùng nói chuyện về anh em một vài vấn đề như vậy. Và nhận tiền đấy hàng hóa thì cùng đầy đủ phục vụ anh em. Xin cảm ơn những anh em trong những ngày qua đã ủng hộ bên em. Rồi, anh em xem clip nhớ cho em một like và những ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký để theo dõi những cái mặt hàng mới và sản phẩm mới bên em nha. Rồi, chào anh em nhé.